quỳnh cả hàng to phết này, khách sạn. Đây là thị trấn Sapa về đêm. Hiện tại giờ là rơi khoảng tầm 40 độ, quên xin lỗi, 14 độ. Rất là lạnh nên người ta đi đường mặc áo ấm, áo bông, áo len hết này. Mình ngồi ô tô mặc áo cộc tay đi xuống rất là lạnh. Tay tập áo gớm. Đẹp nhỉ. Đây là khu có nhà hàng. Đây công viên đúng không anh? Chợ cửa đá. Chợ cửa đá. Ở đây nó có xe điện không nhỉ? Đây là nhà thờ đá. Đẹp quá. Chỗ mà đỗ xe xuống theo quay đang đi tìm chỗ để đỗ xe mà chưa có đấy, coi có chỗ còn bán tải mà đỗ không. Đấy khi đằng sau con 12 chỗ thì đủ được đấy, chút ít rồi con 12 chỗ rồi, có cái đường đi của nó thủng lên sát được đấy, xe xuống được không, xuống được nhờ xe đâm vào chỗ xe máy này. Ờ đây à. Đây là khu trước nhà thờ đá, mọi người buổi tối vui chơi rất là nhiều. Đây chắc là đang có một lớp sinh viên nào đấy vậy, đang chơi trò chơi. Nhiệt độ ở đây bây giờ khá là thấp, rơi chỉ mười mấy độ thôi quý vị, nên cũng hơi lạnh. Chúng tôi đã phải mang áo ấm đi, rất may mang áo ấm đi kịp thời. Ở đây có rất nhiều xe điện để phục vụ cho khách du lịch của quý vị. Đi kiếm cái gì ăn đã, vừa mới đến nơi hơi đói giờ cũng hơi làm buồn rồi. Và sau khi tìm một vòng chúng tôi đã tìm được một quán nước phải đi hết cái dãy cầu thang này thì mới đến được cái quán nước quý vị ơi. Rất là tối, ở phía bên đây thì hình như là một công trường thì người ta đang xây dựng dở. Công trường gì đúng không chị? Công trường là nhà thờ ạ. Nhà thờ đang xây và... nhà thờ xây dựng đây ạ. Đây là công trình của dự án của nhà thờ đá đang xây. Xong đồ đi chỉnh đường cho em ơi. Đây là đồ nướng chúng tôi đang đang gọi đồ rồi. Đồ nướng Sapa. Đồ nướng Sapa. Cái này là quét hiểu đấy. Dầu ạ. Ờ. Dầu nó dính tiền, nó dính hết này. Hai người ăn hai cái này đủ không nhỉ? Tùy anh, tí ăn hết thì mình ăn tiếp mà. Rồi.
Nướng đâu ăn thấy nó nóng. Vâng. Ấm quá nhỉ, đang lạnh mà đứng ở bếp này ấm quá. Lên đây thử ra khói. Ăn trứng nướng được, có trứng nướng Sapa. Từ từ ăn ăn dần dần nha, gọi nhiều ăn để nguội trời đang lạnh. Vâng. Cơm lam. Có rượu ngô, cá mèo, chuối, hột. Ngô chuẩn không? Chuẩn. Rượu. Mai đau đầu hôm nay. Dạ. Nghe em mua rượu các tiền thôi, mua rượu mua đi đâu. Vâng. Thằng khách mà làm nói như đấy thằng nào không? Bây giờ dãy này chuyên các nhà hàng nướng. Đây thì nó cũng hơi hơi giống như kiểu ở Đà Lạt đấy. Nó ở trên núi nên là khi đi lên đi xuống cầu thang nó là chuyện bình thường. Rất là nhiều quán nướng đây. Ở trong cái ngõ nhỏ thôi. Nói chung là phải đi từ phía trên kia cầu thang xuống đây. Ở khu bên kia nó cũng có một dãy cầu thang, không biết đi xuống ở đâu nữa. Cái trứng nướng này nướng kiểu như thế nào anh nhỉ? Giống như ở trong Đà Lạt không? Không, anh không, đặt không phải trộn trộn như kia đâu. Cái kia người ta hút ra, ta trộn ra vị nha anh em, trứng nướng nguyên. À. Cái đặt đây nóng thì cứ xả hơi là dần dần chín. Trời lạnh này thích hợp để ăn đồ nướng. Lẩu thì Hà Nội ăn nhiều rồi. Đồ nướng đã được ở đây. Ăn dần đi thôi. Ăn đến đâu thì nướng đấy cho nó nóng. Đây là cái lá chua, cái lá đặc sản của vùng Tây Bắc. Thưởng thức xem như thế nào. Mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Đây, lá chua chấm nước sốt này, ăn ngon lắm. À. Ngon. Ăn thử thưởng thức cái món nướng này nha quý vị. Ngon không anh? Ngon quá. Ngon lạnh lạnh mà ăn đồ nướng là ngon thật. Ok, sau khi thưởng thức món nướng ở một quán nướng gần nhà từ đá thì giờ chúng tôi lại lượn lờ quanh quán này đông đấy. Nướng này này mặt phố này, lượn lờ ngắm cảnh xung quanh khu vực Sapa. Cái phố này ăn uống rồi khách sạn có thứ nhiều này. Pha có khi đẹp hơn Đà Lạt rồi. Sapa không đẹp. Đà Lạt đẹp. Đà Lạt đẹp. Đi quanh quanh. Đẹp thế nhỉ. Bún cà. Đây là một cô gái bản, không biết là cô đang đi bán hàng đấy quý vị. Đi bán hàng ở trên cái phố đi bộ này. Ở bên đây là một cái trung tâm thương mại rất là lớn. Đây người ta bán những cái đồ lưu niệm ở của Tây Bắc Sapa. Đi ra chợ đêm. Ở đây là khu có sân chơi buổi tối nhưng mà hôm nay thì không có phiên chợ tình. Hôm qua hôm kia thôi quý vị. Ngày hôm qua hôm kia thì đấy rất là đông. Hôm nay ở phố cũng rất ít người vì không có phiên chợ. Vào thứ bảy chủ nhật thì hai phiên chợ thì rất là đông, nên đi vào những ngày đấy để
Thì ở đây là con đường dẫn chúng ta đi lên những cái khách sạn nằm tít trên đỉnh núi Sơn Kiêu quý vị. Rất là xa. Đối diện với nhà thời đá thì bên này là một cái khu trung tâm trưng bày và giới thiệu các sản phẩm của Sapa.